mọi người nhé. Thì em có mới về cây tỉa hàng rào trên cao nè, Tanaka này 230S, 32 ly. Mình sang nó như mới á mọi người. Đây gọi là Tanaka 2.0. Này dùng loại xăng, dòng Tanaka 2.0 loại xăng, mặt in Japan ha. Rất là đẹp. Này chắc nổ luôn á. Trợ lực nha mọi người, trợ lực nữa. Đủ đồ, đầu máy đủ đồ ha. Lưỡi còn rất là bén nha mọi người, lưỡi nó còn rất là bén. Thì hàng bãi thì để bãi nên tất nhiên nó sẽ có cái mấy cái này. Thì về mình chỉ cần cắt 1, 2, 3 lần thì nó sẽ sạch ra thôi. Chứ lưỡi này nó bén lắm, mới tinh à. Tanaka Made in Japan luôn nha. Cái tay này thì cái này cái đệm cao su thì về quấn cái băng keo lại cho nó nhìn cho nó đẹp. Đủ đồ. Nói chung thì nó cũng không có nhiều mọi người. Thì đôi khi cả năm trời bán chỉ được vài cây thôi. Thì cả năm trời bán được vài cây. Tại vì này nó đi theo máy phát cỏ, nó có một vài cây vậy thôi chứ nó không có nhiều để bán, nhập nhiều cũng không có nữa. Máy đẹp lắm, nói tên à. Thì con này để cho mọi người 1,7 triệu bao ship nha mọi người ha. Bao ship thì cái phụ tùng của đầu máy thì nó dễ lắm mọi người, nó dễ tìm lắm. Máy phát cỏ thì nó rất là nhiều luôn, dễ thay thế mà nó rẻ tiền. Ống cần này là ống cần 24 nè mọi người ha. Thì về mình nếu mà mình không thích đầu máy này ấy, thì mình có thể lắp ống cần này vô cái đầu máy khác cũng được, miễn sao cái tâm của cái con máy khác là tâm 24, ống cần 24 là được. 1,7 triệu bao ship, tất cả đều là Tanaka Jin hết nha mọi người. Mua thì chuyển khoản và nhắn địa chỉ giúp em ha, em không có ship COD nha, mua thì chuyển hết giúp em.